Lisa và nhóm phóng viên Việt TV Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2023. Ekip phóng viên Việt TV Network chúng tôi đang có mặt tại quận hạt Santa Clara thuộc thành phố San Jose để gửi đến quý vị một số hình ảnh xịt thuốc phòng ngừa West Nile Virus. Và ngay bây giờ là một số hình ảnh do ekip phóng viên Việt TV Network chúng tôi thực hiện. Cảm ơn chị Lisa và xin cảm ơn và xin chào quý khán thính giả của chương trình Việt TV. Hôm nay Betty muốn xin chia sẻ đó là bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 là thứ hai sắp tới này, là bắt đầu 10 giờ đêm là quận hạt sẽ có những xe truck xịt thuốc muỗi. Thì bây giờ tại vì mình đã phát hiện được ra là những con muỗi trong cái vùng quận hạt của mình nó có mang cái bệnh West Nile Disease. Bây giờ mình phải xịt thuốc đặng cho diệt mấy con muỗi này, đặng cho nó không có thể lây bệnh cho dân. Nếu mà có người nào mà bị chích cái con muỗi chích mà nó có cái bệnh West Nile Disease, có thể mang cho mình những cái vấn đề negative health effects và có thể khiến cho mình bị vô bệnh viện nữa. Cho nên quý vị xin cẩn thận, đừng có chứa nước, tại vì lúc mình có bồn nước hay có nước nó standing water đó là mấy con muỗi đó nó sẽ tới, nó sẽ sanh ra. Cho nên bây giờ là mình phải khéo, đừng có để cho tạo ra điều kiện cho con muỗi nó lớn, nó có trong cái khu vực của mình. Nhưng mà đồng thời là đêm thứ hai, xin quý vị lưu ý những quý vị mà ở trong cái vùng 95035 zip code và zip code 95132 là phía gần thành phố San Jose mà gần một Peterson, là quý vị xin biết là lưu ý là đêm thứ hai bắt đầu 10 giờ đêm sẽ có xịt thuốc để trị mấy con muỗi. Nếu mà quý vị có ai mà ngại về cái vấn đề xịt thuốc trong khí hậu của mình thì quý vị có thể đêm đó đóng cửa lại, kéo cửa sổ cho mấy con pet, mấy con chó, con mèo của mình nó cho nó vô nhà. Và nếu mà quý vị có trồng trái cây hay trồng rau cải ở ngoài vườn đó, quý vị có thể xin có thể khéo rửa sạch mấy cái trái cây và mấy cái rau cải trước khi mình ăn. Nhưng mà thực sự là cái chương trình này đó, cái chương trình xịt muỗi đã có từ hồi 2003 tại quận hạt Santa Clara, hầu như năm nào cũng phải có thời gian xịt muỗi. Mình biết ở tại quận hạt cái thuốc này nó không có ảnh hưởng tới cơ thể con người. Nhưng nếu mà quý vị vẫn còn ngại đó thì xin nhớ là đóng cửa kín lại và cho các thú vật nhỏ vô nhà. Nếu mà có ai muốn thêm chi tiết đặc biệt về cái chương trình này đó, hoặc là về mấy con muỗi hay là về West Nile Disease, là quận hạt đã làm một cái hotline đặc biệt cho cái vấn đề này, là quý vị có thể gọi từ thứ hai tới thứ sáu số 408-282-3114, sẽ có người trả lời đầu đường dây từ 7:30 sáng tới 3:30 trưa. Thưa cô Betty, theo như Lisa đã biết đó, những cái thuốc chemical mà mình xịt hàng năm đó, nó có ảnh hưởng tới sức khỏe cho mọi người không? Dạ, thì cái thuốc này đã xịt từ hồi 2003 tới giờ, hầu như năm nào cũng có phát hiện được West Nile Disease trong những nơi trong quận hạt Santa Clara. Cho nên là mình đã xịt cái thuốc này hàng năm từ 2003 tới giờ, chưa có bao có cái dị ứng hay vấn đề trở ngại gì do dính líu đến sức khỏe của người, của cơ thể của mình, của những người. Nhưng mà mình biết là lúc nào mình thấy có chemical, có thuốc gì mà xịt vô hơi, vô khí hậu của mình á, thì tất nhiên là sẽ có cái sự lo lắng. Cho nên quý vị nếu mà có lo lắng gì, cứ đóng cửa lại. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh do ekip phóng viên Việt TV Network chúng tôi tường trình tại thành phố San Jose. Lisa xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phóng sự kế tiếp.